Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Nơi đây có nhiệt độ trung bình cao, nguồn nước biển có chất lượng tốt, rất phù hợp để phát triển thủy sản, đặc biệt là sản xuất tôm giống. Theo đề án phát triển kinh tế biển, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Nắm bắt được những lợi thế này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giống thủy sản Nam Đại Dương ra đời. Trong quá trình nhiều năm hình thành và phát triển sản phẩm tôm giống chất lượng cao của Nam Đại Dương đã tạo được uy tín và niềm tin mạnh mẽ đối với người nuôi tôm trong nước. Hình thành ngay từ những ngày đầu, ngành nuôi tôm ở Việt Nam bắt đầu phát triển. Nam Đại Dương sở hữu một đội ngũ kỹ sư nhiệt huyết, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư theo tiêu chuẩn công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, theo tiêu chuẩn quốc tế. Năng lực sản xuất tôm giống tại Nam Đại Dương đạt 20 tỷ con trên năm, mỗi năm cung cấp cho thị trường 10 tỷ con giống. Trung tâm sản xuất tôm giống Nam Đại Dương có biện pháp ngăn ngừa nhiễm khuẩn nghiêm ngặt bằng hệ thống kiểm soát phân đoạn theo từng khu vực như khu xử lý nước biển, khu nuôi cái tảo, khu nuôi luân trùng, rotifer, khu nuôi tôm bố mẹ, khu sản xuất tôm bốt, khu kiểm tra chất lượng và đóng gói. Hệ thống kiểm soát này đảm bảo mỗi con tôm giống khi đưa ra thị trường đạt được chất lượng tốt nhất, không nhiễm bệnh, phát triển nhanh và có sức đề kháng cao. Trước hết, nước biển được kiểm tra an toàn chất lượng, sau đó được đưa vào hệ thống xử lý, làm sạch bằng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ lọc ngược tạp chất, xử lý khử trùng trong ao lắng, hệ thống lọc cát, lọc tuần hoàn bằng diatomin, ozone, lọc than hoạt tính và khử trùng bằng tia UV. Sau quy trình nghiêm ngặt này, nước biển đã qua xử lý phải được kiểm tra chất lượng một lần nữa, đảm bảo chất lượng nước tối ưu nhất mới đưa vào sử dụng. Các cặp tôm bố mẹ SIS Hawaii đuôi đỏ chất lượng tốt nhất ở Nam Đại Dương được nhập khẩu trực tiếp 100% từ công ty SIS Hawaii Hoa Kỳ, không qua bất kỳ công ty trung gian nào, do đó hạn chế được hầu hết những bệnh mà con tôm tại các quốc gia châu Á đang gặp phải như hội chứng chết sớm, vi bào tử trùng, hội chứng Tora, v.v. Tôm bốt tại Nam Đại Dương được nuôi trong môi trường khép kín hoàn toàn, sử dụng các công nghệ kiểm soát hiện đại và được giám sát bởi đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Nguồn thức ăn cho tôm bốt tại đây là những loại tốt nhất, có nguồn gốc rõ ràng như tảo tươi, thức ăn tổng hợp Inver, Artemia, 5 sao Hoa Kỳ. Các loại thức ăn này cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng tạo sức đề kháng cao cho con giống. Thức ăn tổng hợp và Artemia cho tôm bốt được Nam Đại Dương nhập khẩu hoàn toàn từ nhà sản xuất Inver và những tập đoàn danh tiếng ở Hoa Kỳ nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. Nhằm không để con giống kém chất lượng đến với khách hàng, nên khâu kiểm tra chất lượng được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Nam Đại Dương đã đầu tư các phòng thí nghiệm hiện đại với đầy đủ các cơ sở vật chất tốt nhất cùng đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm được đào tạo bài bản liên tục, kiểm tra tình hình sức đề kháng và sự phát triển của con giống từ quá trình nuôi đến khi xuất bán, để từ đó có những biện pháp kịp thời ngăn chặn các mầm bệnh và đồng thời loại bỏ được những lô giống không đạt chất lượng. Trước khi xuất bán, tất cả con giống sẽ được kiểm tra 100% theo các tiêu chí như kiểm tra giọt dầu ở gan, kiểm tra tỷ lệ sống, kiểm tra vi khuẩn, đo chiều dài và tỷ lệ phần đầu, kiểm tra BCA. Tôm giống chất lượng cao của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giống thủy sản Nam Đại Dương được kiểm dịch chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Bộ Thủy sản và có những ưu điểm vượt trội như là sản phẩm tôm giống sạch bệnh, sản xuất bằng công nghệ vi sinh thay cho thuốc kháng sinh và hóa chất, đảm bảo phát triển nhanh và có sức đề kháng cao. Sản phẩm con giống được thuần hóa trước khi xuất bán để phù hợp với môi trường nuôi tại nơi tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của công ty được đóng bao và vận chuyển nhanh chóng với những điều kiện tốt nhất để đảm bảo tỷ lệ sống của tôm bốt là 100% khi đến tay khách hàng. Trên các sản phẩm của công ty đều có nhãn hiệu của công ty, đóng dấu đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giống thủy sản Nam Đại Dương đã cung cấp sản phẩm tôm giống chất lượng đi khắp các tỉnh trong cả nước. Với tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm cùng với các cơ sở vật chất hiện đại trong sản xuất tôm giống, Nam Đại Dương đã liên tục phát triển và lớn mạnh.
hiện nay sản phẩm tôm giống chất lượng cao của Nam Đại Dương đã được tạo uy tín và niềm tin mạnh mẽ đối với người nuôi tôm cả nước. Với phương châm chất lượng, hiệu quả, gắn kết, chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện và khẳng định thương hiệu để tạo ra nguồn tôm giống có chất lượng hoàn hảo nhất. Sự phát triển bền vững và lợi ích của khách hàng luôn được chúng tôi xem là giá trị cốt lõi. Chúng tôi tin rằng người nuôi tôm sẽ gặt hái được nhiều thành công to lớn và thành công liên tục, lâu dài cùng với Nam Đại Dương.